Xin chào mọi người, lại là Minh đây. Hôm nay chia sẻ với mọi người cái chuyên mục hàng nhựa, vẫn là sử dụng cái máy hàng này. Mọi người thấy tình trạng dân áo này nó rất là tệ, bể rất là nhiều. Kể cho mọi người nghe câu chuyện này nữa trước. Minh vừa mới tuyển được một bạn thợ, bạn ấy làm ở dưới quê tay nghề cũng 5-6 năm rồi. Nhưng mà bạn ấy lên Minh thì nói là em làm ở quê ít có làm nhiều dòng xe, ít có lên đồ chơi và độ đồ chơi nhiều. Cho nên nó làm em muốn lên làm với anh, một phần là để nâng cao cái tay nghề, để sau này làm một cái tiền đề để mở tiệm thì nó cũng đa dạng được, làm được nhiều việc hơn. Thì hôm nay mình giao việc cho bạn ấy, đầu tiên giao việc cho bạn ấy luôn, thì kêu bạn ấy bung cái dàn áo, xử lý cái bề mặt cho cái con quay này. Em trai muốn sơn màu đỏ đô này thành màu đỏ candy và dàn chân sạch sẽ con quay nhỏ. Thì sau khi bạn ấy bung dàn áo ra hết á mọi người, cái mấy cái miếng bể này là bạn ấy quăng ra ngoài sau garage. Mình phải đi ra lụm vô. Vậy mình hỏi là tại sao lại dùng dàn áo của người ta, thì em ấy nói là anh ơi mấy cái này nó bể hết trơn rồi, sơn này đâu có đẹp, bỏ mình mua mới đâu có nhiều tiền đâu, cái cánh này mua có 200-300 à. Mình nói đâu có được, khách hàng họ không có nhu cầu, họ không có yêu cầu thay, tài chính của họ cũng có giới hạn, cho nên là họ muốn sơn lại, khắc phục lại những cái vết, những cái chỗ chày này thì mình hàng lại thôi, mình hàng lại, mình đắp bọt, mình xả nhẵn, sau đó mình sơn là bình thường thôi. Mình tự ý bỏ đồ của khách, không thông qua khách là không có được. Bạn ấy nói là ở dưới quê em thì mấy cái này thì em không có sử dụng lại. Thì đó, mỗi nơi cách có cách làm việc khác nhau. Ok, đó cũng là một cái câu chuyện rất là nan giải ha. Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách hàng nứt như thế này. Hàng này hàng không, nó không có mắc thịt các bạn, không có mắc thịt. Thì để thẩm mỹ mình sẽ hàng ở bên trong, hàng bên trong không hàng bên ngoài. Mình hàng đầu tiên á các bạn, cái này chưa có cắm điện. Ok, để mình cắm điện cho các bạn. Yeah. Rồi đây mình sẽ bấm cho nhiệt lên, sau đó mình định hình, định hình cái vết nứt. Ra một cái chấm nhẹ thôi. Đây mọi người thấy không? Một cái chấm nhẹ bên trong như thế này thôi là nó đã định hình được cái vết nứt rồi. Đấy, tiếp theo thì lúc này mình sẽ đi xương. Đi xương là sao? Đấy. Rồi đây.